sàng lọc không xâm lấn NIPT. Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn, hay còn có tên gọi khác là xét nghiệm NIPT, được dùng để kiểm tra và phát hiện những bất thường di truyền của thai nhi. Sàng lọc không xâm lấn NIPT phân tích DNA tự do của thai nhi có trong máu mẹ, an toàn tuyệt đối cho thai nhi. Khác với hai phương pháp double test và triple test, sàng lọc không xâm lấn NIPT là một tiến bộ trong việc phát hiện các dị tật nhiễm sắc thể. NIPT giải mã toàn bộ 23 cặp nhiễm sắc thể của thai nhi, chứ không dừng lại ở 3 cặp 21, 18 và 23. Giúp phát hiện bất thường nhiễm sắc thể từ tuần thai thứ 10 đến tuần thứ 25, NIPT có độ chính xác phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống máy móc, chất lượng hóa chất. NIPT có thể phát hiện những dị tật nào? Các bất thường do rối loạn nhiễm sắc thể gồm 3 hội chứng: Down, Edwards và Patau. Lệch bội về nhiễm sắc thể giới tính liên quan đến các hội chứng gồm 4 hội chứng: Klinefelter, siêu nữ, Jacobs, Turner. Các vi đột biến mất đoạn gồm hội chứng Dijon, hội chứng Angelman-Prader-Willi, hội chứng mất đoạn 1P36, hội chứng 4P, hội chứng Cri-du-chat. Những trường hợp cần phải tiến hành làm loại xét nghiệm này: những mẹ bầu mang thai khi tuổi đã cao trên 35 tuổi, trường hợp làm thụ tinh nhân tạo IVF, thai phụ có tiền sử sảy thai, sinh non không rõ nguyên nhân, sinh con bị dị tật, trong gia đình có tiền sử sinh con bị dị tật bẩm sinh liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể, đối tượng có kết quả xét nghiệm double test và triple test bất thường, những thai phụ phải làm việc trong môi trường độc hại, ô nhiễm, tiếp xúc với tia phóng xạ. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện sàng lọc NIPT với chi phí 8 triệu, độ chính xác của phương pháp tới hơn 99%. Để đăng ký xét nghiệm, khách hàng vui lòng gọi tới Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh, tầng 2 nhà B, từ thứ 2 đến thứ 6, và khoa sản tự nguyện tầng 2 nhà B, thứ 7 và chủ nhật.